Ít nhất 11 người thương vong trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương tại thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ. Vụ việc tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực súng đạn tại quốc gia này. Vụ việc xảy ra tại dãy nhà số 2000 trên phố West 52. Cảnh sát cho biết một bé gái 8 tuổi đã bị trúng vào đầu và sau đó được xác định qua đời tại bệnh viện. Một bé trai 1 tuổi và một cậu bé 8 tuổi trúng nhiều phát đạn vào bụng và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi một trẻ em khác 9 tuổi bị thương ở ngón tay. Những người còn lại ở độ tuổi từ 19 đến 40 và tất cả đều đang trong tình trạng ổn định. Theo các nhân chứng, một đối tượng đã lái chiếc sedan 4 chỗ màu đen và nã hàng chục phát đạn vào những người trong khu vực trước khi bỏ chạy về hướng nam trên đại lộ Damon. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có nghi can nào bị bắt giữ và cảnh sát đang tích cực điều tra.